mời anh em ghé thăm công trình của nghệ nhân đang đắp hai con ngựa. Bức tượng này, bức tranh này có tên là gì nhỉ? Mã Đáo Thành Công. À, Mã Đáo Thành Công. Thường thì Mã Đáo Thành Công thì là mấy ngựa? Tám. Tám ngựa. Thì tám ngựa chỗ này mới đắp là có hai ngựa thì phải còn sáu ngựa nữa. Đúng rồi đó. À. Trong video sau thì hy vọng là nghệ nhân đã hoàn thành sản phẩm với tám con ngựa để anh em chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Ừ, đúng rồi. Đây, mời nghệ nhân chào khán giả cả nhà. Hi. Rồi, xin cảm ơn.